Hi, welcome back to my channel. Stars gotta go. Farm is about to get out there. See the near view. Let go. There you are. Chiếc máy bay rồi, những chiếc máy bay giấy rồi, không đặt rồi. Vừa thấy xuất hiện để nhập và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả những ngôi nhà, sau đó thì sẽ trả lời từng câu hỏi của từng ngôi nhà một, và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được này. Khi gặp Sinh Hia thì các bạn sẽ phi chiếc máy bay giấy này, thì ông ta sẽ le theo chiếc máy bay giấy và không đi theo các bạn nữa. Trong phần 3 tựa game này thì khó hơn bởi vì có nhiều lối đi hơn và có hai lối đi ngay lúc đầu, cho nên là các bạn sẽ phải lựa chọn những lối đi làm sao để tính toán làm sao để chuẩn, còn nếu không thì các bạn sẽ phải quay lại và đi lối đi kia để tìm được những ngôi nhà đó, và khi tìm đủ 3 ngôi nhà các bạn sẽ biết những đích cuối cùng phát ra ánh sáng, khi đó các bạn sẽ hoàn thành tựa đề và chuyển sang chapter tiếp theo. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go Slenderina. Thank you.
Lấy câu. Okay, và mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo, Evin luôn. Let's go. Thank you.
Kevadagadisho. Okay, Father, get the child, Brandy, and he's amazing. Let go. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend.
Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Let's go.
Let go. Tiếp tục lấy những món đồ để sau đó các bạn sẽ phải thoát ra khỏi ngôi nhà của ông bà Grandi này. Các bạn lái xe sắp ngoài hội nhà mình nha. Thank you so much. Very good. Ok. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Khuyên. Thank you.
Intrinch. Level 3. Let's go. Oh my god. Và tôi quánh mình tại chỗ luôn. Ok, và tôi kết thúc cho Chris. Thank you.
I'm fine. It's so tight in this cage. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải coi nhà là sau này chỉ con gấu nó sẽ làm gì các bạn. Đó, tuy thế các bạn sẽ tìm kiếm và sẽ làm sao để tránh những con gấu vào trong ngôi nhà các bạn và trong căn phòng. Nếu vào trong căn phòng các bạn thì các bạn có thể chui vào trong này. Trong chiếc mặt nạ này để tránh con gấu nó sẽ vào và tiêu diệt. Ok. Ở đây thỉnh thoảng các bạn sẽ phải so cam làm sao để không bị nó xâm nhập vào. Ok. Now that being said, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Từ game rồi nó lác lác kiểu gì không thể vào được bên trong. Thank you.
Okay, và tôi kết thúc.
Last Hope Bar, Silver Zombie. Let's go.
Let's go. Thank you.
Oh my god, okay, và mình sẽ sang cái trò horror pro.